Rồi chào bác nha, hôm nay giao con Kubota L4508D nha. Máy về Thái Bình nha các bác, dòng Kubota đời mới nha. Dòng Kubota 4508D nha các bác, dòng máy đời mới nha, hai cầu trợ lực lái nha các bác. Máy về Thái Bình nha, máy đã bảo dưỡng hết cho bác chủ rồi nha các bác. Dòng máy Kubota 4508D này rất là nhiều các bác ưa chuộng nha. Các bác nào có cần dòng máy Kubota L4508D này hãy liên hệ xuống dưới nha. Bác chủ mua theo hình thức online nha các bác. Dòng máy Kubota 4508DI. Dòng máy này rất là nhiều các bác ưa chuộng nha. Các bác nào có cần dòng máy này thì hãy liên hệ xuống dưới nha. Kho còn rất là nhiều nha các bác. Rồi thử cầu cho bác chủ nha. Rồi này là chế độ một cầu nha các bác. Rồi vô chế độ hai cầu nha. Lên nhẹ nhàng luôn. Dòng máy Kubota 4508D này là cửa hàng em còn rất là nhiều nha các bác. Các bác nào có cần gì hãy liên hệ xuống dưới nha. Rồi lên xe, chúng chủ làm phát tài nha. Máy cài Kubota 4508D nha các bác. Máy về Thái Bình nha. Các bác nào có cần dòng Kubota 4508D này hãy liên hệ xuống dưới nha.